Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách móc mũ puppy dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi như thế này. Để thực hiện, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là len. Mình dùng len làm thân mũ là len màu kem. Tiếp theo là một cuộn len khác khác màu để chúng ta thực hiện các chi tiết nhỏ đi kèm. Kim móc mình sử dụng là kim số 7, loại kim hai đầu màu vàng. Các bạn cần thêm một chiếc kim khâu len và một chiếc kéo. Ngoài ra, các bạn cần thêm hai chiếc cúc để chúng ta gắn mắt cho sản phẩm. Các bạn cũng có thể chuẩn bị thêm một ít len tối màu để chúng ta tiến hành khâu miệng cho sản phẩm. Chúng ta sẽ tiến hành làm phần mũ như sau. Các bạn tạo vòng chỉ ma thuật. Về cách tạo vòng chỉ ma thuật thì mình đã có bài hướng dẫn, các bạn có thể xem lại theo link video mình đã trích dẫn ở trên màn hình. Sau đấy, các bạn lấy lên hai mũi bính. Tiếp theo, các bạn thực hiện cho mình 12 mũi kép xung quanh vòng tròn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sau khi thực hiện được 12 mũi kép xung quanh vòng tròn, các bạn tiến hành kết mũi vào mũi kép đầu tiên mà chúng ta thực hiện. Tại vòng tiếp theo, các bạn lấy lên 2 mũi bính. Sau đấy, đối với mỗi một chân mũi, các bạn sẽ thực hiện 2 mũi kép trên cùng một chân mũi. Các bạn lưu ý là chúng ta tại mũi đầu tiên này thì chúng ta sẽ móc ngay vào chân mũi mà chúng ta vừa kết mũi. Như thế này. Sau đấy, đối với mỗi mũi ở phía sau, các bạn thực hiện tương tự hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới cuối vòng. Sau khi móc tới cuối vòng, tức là các bạn đã thực hiện được 24 mũi, thì chúng ta tiến hành kết mũi vào mũi kép đầu tiên của vòng, tức là mũi này. Các bạn lưu ý một chút là vì hai mũi đầu tiên chúng ta đã tiến hành thực hiện vào mũi mà chúng ta kết vòng của vòng trước rồi, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi cuối cùng này, tức là mũi này. Các bạn tiến hành kết mũi vào mũi kép đầu tiên
của vòng. Các bạn lưu ý là từ những vòng sau, chúng ta đều thực hiện như vậy. Vòng tiếp theo, các bạn tiếp tục lấy lên 2 mũi. Sau đấy, thực hiện theo nguyên tắc một mũi kép bình thường, 2 mũi kép trên một chân mũi, một mũi kép bình thường, 2 mũi kép trên một chân mũi cho đến hết vòng, cụ thể như sau. Các bạn vẫn tiến hành thực hiện vào chân mũi mà chúng ta vừa kết mũi. Đầu tiên, các bạn móc một mũi kép. Mũi tiếp theo, các bạn móc 2 mũi kép trên một chân mũi. Mũi tiếp theo, các bạn móc một mũi kép trên một chân mũi. Mũi tiếp theo, các bạn móc 2 mũi kép trên một chân mũi. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho tới hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tức là các bạn đã thực hiện được 36 mũi, chúng ta tiến hành kết mũi vào mũi kép đầu tiên của vòng. Tại vòng tiếp theo, các bạn tiếp tục lấy lên 2 mũi bính. Sau đấy, các bạn thực hiện một mũi kép vào chân mũi mà chúng ta vừa kết mũi, kết hàng. Mũi tiếp theo, các bạn thực hiện một mũi kép. Mũi tiếp theo, các bạn thực hiện 2 mũi kép trên cùng một chân mũi. Chúng ta sẽ được một cụm bao gồm 2 mũi kép móc bình thường và một mũi gồm 2 mũi kép trên một chân mũi như thế này. Các bạn sẽ thực hiện theo nguyên tắc như thế này tới cuối vòng. Tức là cứ 2 mũi kép bình thường như thế này thì chúng ta thực hiện 2 mũi kép trên cùng một chân mũi tiếp theo. Hai mũi kép bình thường. Sau đấy là hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Các bạn cứ tiến hành móc như vậy cho tới cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, các bạn tiến hành kết mũi tương tự các vòng trước. Tại vòng tiếp theo, các bạn tiếp tục lấy lên 2 mũi bính. Tại 11 mũi đầu tiên, các bạn sẽ tiến hành móc một mũi kép trên một chân mũi bình thường. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau khi thực hiện 11 mũi như thế này, tại mũi tiếp theo, các bạn thực hiện 2 mũi kép trên cùng một chân mũi như thế này. Sau đấy, các bạn lại tiếp tục móc 11 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Tại mũi tiếp theo, các bạn thực hiện hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy, tức là 11 mũi kép, sau đó thực hiện hai mũi kép trên cùng một chân mũi cho tới cuối vòng. Sau khi móc đến cuối hàng, các bạn tiến hành kết mũi tương tự các vòng trước. Như vậy là chúng ta đã kết thúc việc tăng mũi và được vòng tròn đỉnh mũ như thế này. Bắt đầu từ hàng tiếp theo, tức là hàng thứ 6 cho tới hàng thứ 11, các bạn sẽ tiến hành móc bình thường, tức là mỗi chân mũi chỉ móc một mũi kép bình thường thôi. Đầu hàng các bạn vẫn lên hai mũi bính. Sau đấy, đối với mỗi chân mũi, các bạn sẽ móc một mũi kép trên một chân mũi. Cứ như vậy cho đến hết hàng thứ 11 thì các bạn dừng lại. Sau khi móc xong hàng thứ 11, các bạn đã hoàn thành xong phần thân mũ như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục móc đến phần tai. Các bạn lấy lên một mũi. Sau đấy, tại 10 mũi tiếp theo, các bạn thực hiện cho mình mỗi mũi là một mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn lấy lên một mũi bính, quay ngược sản phẩm lại. Ở hàng tiếp theo, hai mũi đầu tiên các bạn sẽ thực hiện mũi giảm, tức là gộp hai mũi thành một. Các bạn thực hiện như sau: đưa kim qua chân mũi, lấy lên một sợi. Tiếp tục đưa kim qua chân mũi thứ hai, lấy lên một sợi len và kéo len qua cả ba mũi chân kim. Chúng ta đã giảm được hai mũi thành một như thế này. Tiếp theo, các bạn thực hiện 8 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin lỗi các bạn, chúng ta chỉ thực hiện 6 mũi đơn thôi, vì hai mũi cuối cùng chúng ta sẽ tiếp tục giảm mũi. Sau khi móc tiếp được 6 mũi đơn, tại hai mũi cuối cùng, các bạn tiến hành giảm mũi như hai mũi đầu tiên. Tiếp tục lấy lên một mũi bính, xoay ngược sản phẩm. Tại hàng tiếp theo, mỗi chân mũi các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường, tức là chúng ta sẽ móc 8 mũi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn tiếp tục lấy lên một mũi bính, quay ngược lại. Tại hàng tiếp theo, hai mũi đầu tiên các bạn lại tiếp tục thực hiện giảm mũi. Sau đấy các bạn móc tiếp 4 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Tại hai mũi cuối, các bạn tiến hành
giảm mũi, lấy lên một mũi bính. Tại hàng tiếp theo, các bạn tiến hành thực hiện mũi chân mũi một mũi đơn như bình thường. Đến cuối hàng, chúng ta sẽ được 6 mũi như thế này. Tiếp tục lấy lên một mũi bính. Tại hàng tiếp theo, hai mũi đầu tiên các bạn thực hiện giảm mũi. Tại hai mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mũi chân mũi một mũi đơn. Tại hai mũi cuối, các bạn lại tiếp tục tiến hành giảm mũi. Lấy lên một mũi đơn. Xin lỗi các bạn, lấy lên một mũi bính. Tại hàng tiếp theo, mũi chân mũi các bạn thực hiện một mũi đơn. Chúng ta sẽ được 4 mũi. Tiếp tục lấy lên một mũi bính. Tại hàng tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi giảm. Lên một mũi bính. Tại hàng tiếp theo và cũng là hàng cuối cùng, các bạn thực hiện tiếp một mũi giảm. Và chúng ta kết thúc phần tay thứ nhất như thế này. Chúng ta sẽ tiến hành móc tiếp phần tay thứ hai như sau. Các bạn gập đôi mũ lại để xác định vị trí sẽ móc tiếp phần tay tiếp theo. Các bạn lưu ý một chút là ở phần gáy chúng ta sẽ chừa ra ít hơn so với ở phần trán. Theo như mình xác định như thế này thì mũi tiếp theo của chúng ta sẽ là mũi này. Mình sẽ bắt đầu móc tiếp từ đây. Các bạn lấy lên một sợi len. Tiếp tục lấy lên một mũi bính. Sau đấy, tại 10 mũi tiếp theo, các bạn thực hiện 10 mũi đơn như phần tay trước chúng ta vừa làm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau đấy, các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự đối với phần tai bên này. Chúng ta sẽ được ở phần tai còn lại. Sau khi thực hiện xong phần tai còn lại, các bạn đã hoàn thành phần mũ như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành viền phần mũ bằng len khác màu. Các bạn sẽ viền xung quanh mũ bằng mũi móc đơn. Các bạn có thể bắt đầu ở bất kỳ vị trí nào. Tuy nhiên thì mình sẽ bắt đầu từ phần chóp của phần tai như thế này.
Bạn lấy lên một sợi len. Sau đấy, chúng ta thực hiện các mũi đơn viền xung quanh mũ. Các bạn cứ thực hiện phần viền như vậy, một vòng xung quanh vành mũ. Sau khi móc xong phần viền mũ, các bạn sẽ được sản phẩm như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc sang phần tai. Phần tai của mũ thì sẽ bao gồm có hai phần, một phần ở ngoài và một phần nhỏ hơn ở trong. Các bạn sẽ tiến hành móc phần tai ở ngoài như sau. Các bạn lấy lên 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đấy, các bạn thực hiện một mũi nửa kép vào chân mũi thứ hai tính từ kim. 1, 2, chúng ta sẽ móc vào mũi này. Các mũi tiếp theo, đối với mỗi mũi, các bạn vẫn thực hiện một mũi nửa kép trên một chân mũi. Tức là chúng ta sẽ thực hiện được 5 mũi nửa kép, hay còn gọi là mũi chữ T. Sau đấy, các bạn lấy lên một mũi, xoay ngược sản phẩm. Ở hàng tiếp theo, từ hàng 2 cho đến hàng thứ 6, các bạn sẽ móc tương tự, tức là đối với mỗi chân mũi sẽ móc một mũi nửa kép. Lấy lên một mũi, xoay sản phẩm và thực hiện các mũi nửa kép bình thường. Các bạn cứ làm tương tự như vậy, tới hàng thứ 6 thì dừng lại. Sau khi được 6 hàng như thế này, các bạn sẽ tiến hành móc tiếp như sau. Các bạn lấy lên một mũi. Sau đấy, tại hàng tiếp theo, hai mũi đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi. Các bạn sẽ thực hiện như sau. Quấn một sợi len, xỏ kim qua chân mũi.
lấy lên một sợi, tiếp tục quấn một sợi len, xỏ kim qua chân mũi, lấy lên một sợi. Sau đó kéo len qua cả 5 mũi chân kim. Đây là cách giảm mũi của mũi nửa kép. Tại mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mũi nửa kép bình thường. Và tại 2 mũi cuối, các bạn tiếp tục thực hiện giảm mũi. Sau khi thực hiện xong mũi này, chúng ta sẽ tiến hành móc mũi đơn vòng xung quanh của phần tai này. Và tại mũi góc, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn trên một chân mũi tại mỗi góc này. Cụ thể như sau. Đây, góc thứ nhất các bạn móc 2 mũi trên cùng một chân. Sau đấy, các bạn móc viền bình thường như là chúng ta đã viền mũ ở phần trước. Chúng ta sẽ viền bằng các mũi đơn như thế này. Tại góc tiếp theo, chúng ta lại thực hiện 2 mũi đơn trên cùng một chân mũi. Sau đấy chúng ta tiếp tục viền xung quanh. Đến góc tiếp theo, các bạn lại thực hiện tương tự 2 mũi đơn trên cùng một chân mũi. Cuối cùng, các bạn tiếp tục thực hiện 2 mũi đơn trên cùng một chân mũi tại góc cuối cùng. Chúng ta đã viền được một vòng xung quanh sản phẩm như thế này. Sau đấy, các bạn có thể thấy chúng ta vẫn còn 2 mũi ở phía trên đỉnh này. Các bạn tiếp tục thực hiện giảm mũi và chúng ta sẽ giảm là các giảm mũi nửa kép tương tự như ở các hàng dưới này. Các bạn kéo len qua và chúng ta kết thúc sản phẩm. Các bạn có thể kết mũi tại mũi phía bên này để sản phẩm của chúng ta được bo tròn đẹp hơn như thế này. Sau đấy các bạn tiến hành kết mũi. Chúng ta đã được phần tay ngoài như thế này. Các bạn sẽ thực hiện thêm một phần tay như thế này nữa để chúng ta tạo thành một đôi. Tiếp theo, các bạn dùng len khác màu để chúng ta làm phần trong của tai. Chúng ta sẽ tiến hành như sau. Các bạn lấy lên 4 mũi, 1, 2, 3, 4.
Sau đấy các bạn thực hiện mũi nửa kép vào chân mũi thứ hai, tính từ kim 1 2. Hai mũi còn lại các bạn thực hiện tương tự. Mỗi chân mũi là một mũi nửa kép. Lấy lên một mũi bính, xoay ngược sản phẩm. Các hàng tiếp theo các bạn thực hiện bình thường, mỗi chân mũi một mũi nửa kép. Cho tới hàng thứ 5 thì dừng lại. Sau khi thực hiện được 5 hàng như thế này, tại tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành viền mũi đơn xung quanh phần tai phía trong này. Các bạn thực hiện tương tự như là phần tai ở phía ngoài, tức là đối với mỗi góc, các bạn để thực hiện hai mũi đơn trên một chân mũi. Còn đâu chúng ta sẽ viền bình thường. Hai mũi trên một chân ở các góc. Đối với các mũi còn lại, chúng ta tiến hành viền bình thường. Mỗi chân một mũi. Khi viền xong một vòng như thế này, tại hai mũi phía trên này, các bạn sẽ thực hiện tương tự như ở phần tai phía ngoài, tức là chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi đối với mũi nửa kép. 1 2 Sau đấy, các bạn chốt mũi. Chúng ta đã được phần tai ở phía trong như thế này. Các bạn sẽ tiến hành ghép hai phần tai lại với nhau. Như thế này. Các bạn dùng kim khâu len để ghép hai phần tai lại. Như thế này. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ xỏ kim qua các mũi ở phía trong mặt này thôi, để tránh lỗ mũi len ở phía bên ngoài này. Chúng ta sẽ tiến hành ghép như thế này.
Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần đốm ở mắt. Các bạn tạo vòng chỉ ma thuật. Sau đó lấy lên hai mũi bính. Tiếp theo, các bạn thực hiện 8 mũi chữ T hay là mũi nửa kép xung quanh vòng tròn. 2 3 4 5 6 7 8 Các bạn tiến hành kết mũi tại mũi nửa kép đầu tiên mà chúng ta thực hiện. Sau đấy, tại vòng tiếp theo, các bạn lấy lên hai mũi bính. Sau đó, đối với mỗi chân mũi, các bạn thực hiện hai mũi nửa kép trên cùng một chân mũi. Mỗi chân mũi các bạn sẽ thực hiện hai mũi trên cùng một chân. Và mũi chúng ta thực hiện ở đây là mũi nửa kép. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ được 16 mũi như thế này. Các bạn kết mũi vào chân mũi đầu tiên. Chân mũi nửa kép đầu tiên của vòng. Chúng ta đã xong phần vòng tròn đốm mắt như thế này. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần mũi. Đầu tiên, các bạn lấy lên 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đấy, các bạn thực hiện mũi nửa kép vào chân mũi thứ 2 tính từ kim. Tại hai mũi tiếp theo, các bạn thực hiện bình thường mỗi chân mũi một mũi nửa kép. Tại mũi cuối cùng, các bạn sẽ thực hiện 3 mũi nửa kép trên cùng một chân mũi. Chúng ta sẽ vòng ngược lại và móc tiếp vào phần đối diện ở phía bên này. Hai mũi tiếp theo các bạn thực hiện một bình thường một mũi nửa kép trên một chân mũi. Và tại mũi cuối cùng này, do ở đây là chúng ta đã móc bắt đầu một mũi rồi, cho nên các bạn chỉ cần phải móc hai mũi nữa vào cùng một chân này thôi. Như vậy tổng cộng là chúng ta đã tạo được 10 mũi xung quanh vòng dây như thế này. Các bạn tiến hành kết mũi. Chúng ta đã làm xong phần mũi như thế này. Sau khi thực hiện xong tất cả các phần, chúng ta sẽ dùng kim khâu len để gắn vào mũ như thế này. Đây là phần đốm mắt. Đây là phần mũi. Và đây là hai phần tai.
Với tay thì các bạn như mình vừa hướng dẫn ban nãy là các bạn sẽ thực hiện khâu phần tay phía trong với phần tay phía ngoài như thế này. Và để không bị lộ len ở phía sau này thì các bạn sẽ thực hiện xỏ kim qua các mũi ở phần phía trong thân len này thôi, chứ không đâm qua cả bên ngoài. Sau đấy các bạn lấy kim khâu len và khâu tai, đốm mắt và mũi vào thân mũ. Chúng ta sẽ được sản phẩm như thế này. Tiếp theo, các bạn tiến hành gắn mắt. Chúng ta sẽ gắn mắt bằng hai chiếc cúc áo màu đen. Và các bạn thể khâu thêm miệng bằng len màu đen ở phía dưới mũi cho mũ của chúng ta thêm sinh động. Ngoài ra, các bạn có thể gắn thêm tua rua hai phần đuôi của tai này để trang trí thêm. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong sản phẩm. Chúc các bạn thành công.